phê trứng, kem mì macchiato, cappuccino. Cho bình minh hôn đôi môi em bị siro. Còn lưu thủy tinh, chai rượu vang đỉnh vị, làm sao được xa gần. Eiffel trên đỉnh, kem bao xung quanh macaron bị hoa hồng. Bày ratatouille, chắc anh thử thành những beauty. Ngọt vương vai em, gelato mùi hương vani. Nhìn chung, sản phẩm này giống với quảng cáo, nhưng Tuấn phải nhấn mạnh rằng nó rất mong manh và ộp ẹp. Sau một vài lần trải nghiệm thì cái đèn LED bên trong đã bị hỏng. Còn một điều mà Tuấn lấn cấn nữa là nó chỉ dùng được khoảng 5 phút cho mỗi lần sạc đầy.